Angela Baby bị tóm sống cảnh phì phèo thuốc lá điêu luyện. Mới đây, một số phương tiện truyền thông vừa tung loạt hình ảnh Angela Baby cùng một người bạn đang nghỉ dưỡng tại Nam Á. Trong hình ảnh được đăng tải, Angela Baby cùng người bạn của mình mặc đồ đơn giản, với áo phông cùng quần short ngắn, đầu đội mũ rộng vành che nắng. Cảnh săn ảnh cho hay, gương mặt của Angela Baby hôm đó trông khá hốc hác và tiêu tụy. Đáng chú ý chính là việc Angela Baby rất tự nhiên và điêu luyện khi hút thuốc lá phì phèo. Bên cạnh cô, người bạn thân cũng có hành động tương tự, tuy không hút thuốc trước mặt trẻ nhỏ, nhưng những hình ảnh này cũng khiến cho hình tượng của Angela Baby xấu đi trong mắt công chúng. Đây thực tế không phải lần đầu tiên cảnh săn ảnh bắt gặp khoảnh khắc Angela Baby hút thuốc lá. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng có vẻ như bà xã Huỳnh Hiểu Minh còn nghiện thuốc lá. Mỗi lần căng thẳng, Angela Baby sẽ hút thuốc để giải tỏa. Không ít người cho rằng là một nghệ sĩ, Angela Baby nên chú ý tới hình tượng của bản thân hơn nữa. Angela Baby vốn nghiện thuốc lá, cô đã nhiều lần hứa hẹn fan về việc bỏ thuốc, nhưng đến nay chưa thực hiện được. Năm 2008, Angela Baby từng bị truyền thông bắt gặp và chụp được những hình ảnh cô đang phì phèo thuốc lá. Ngay sau đó, cô nàng người mẫu nổi tiếng của Hồng Kông lên tiếng giải thích rằng bản thân biết chuyện hút thuốc lá không phải là một thói quen tốt. Sau khi nhìn thấy những hình ảnh này của mình trên các tờ báo, Angela Baby cho biết mình đã quyết tâm bỏ thuốc lá. Nhưng suốt 11 năm qua, cô đều đã sử dụng thuốc lá bất chấp việc đã làm mẹ. Trong khi Angela Baby đốt thuốc suốt ngày thì chồng cô Huỳnh Hiểu Minh lại là người thường tham gia các chiến dịch kêu gọi từ bỏ thuốc lá. Anh từng đăng một đoạn video trên mạng xã hội khuyên mọi người nên bỏ thuốc vì sức khỏe. Trong đoạn video, anh nói, tôi đang tham gia vào chiến dịch kêu gọi bỏ thuốc lá vì một Trung Hoa khỏe mạnh. Trả lời phỏng vấn báo chí, Hiểu Minh nói anh không bận tâm việc Angela Baby hút thuốc. Thế nhưng tình trạng vợ chồng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược khiến nhiều người thấy hài hước. Có khán giả chỉ trích anh rằng, trước khi đi khuyên người khác thì nên khuyên vợ bỏ được thuốc. Có dân mạng cho rằng, minh tinh nổi tiếng thì cũng chỉ là một người bình thường. Vì thế hành động hút thuốc này cũng chẳng có gì sai trái, đáng lên án. Tuy nhiên, minh tinh có đơn thuần chỉ là một người bình thường không? Câu trả lời đương nhiên là không. Họ không đơn thuần chỉ là một người thường, họ là người nổi tiếng. Tên tuổi và hành động của họ có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người. Là người của công chúng, những ngôi sao, minh tinh này trở thành hình mẫu của biết bao fan hâm mộ, khán giả. Mỗi một hành động của họ đều là tấm gương vô tình tác động đến giới trẻ. Fan Angela Baby lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng dư luận đã tạo ra sức ép, phóng đại, cố tình làm lớn chuyện này. Họ bình luận việc hút thuốc chẳng phải là hành động phạm pháp hay trái với đạo lý gì. Thế nhưng, có lẽ người hâm mộ cô nàng đã quên vai trò và trách nhiệm của Angela Baby khi cô là người của công chúng. Đã là người nổi tiếng thì bất kể làm những điều gì đều có thể trở thành tầm ngắm, trung tâm của dư luận.